Đáp, có thuyết nói rằng đây chẳng phải là chân Phật, mà chỉ là một vị hóa Phật hoặc một vị Đại Bồ Tát hiện thân Phật. Sở dĩ lần trước Bồ Tát Tát Đà Ba Luân chỉ nghe được tiếng nói ở trong hư không mà chẳng thấy được thân Phật, vì lúc bấy giờ Bồ Tát tuy đã có thiện căn phước đức mà chưa được thành tựu đầy đủ, nên ở trong thiền định chỉ được nghe tiếng mà thôi. Sau 7 ngày đêm nhất tâm niệm Phật thành tựu thêm công đức mới được thấy Phật thân. Sở dĩ Phật chẳng liền độ, vì ở đời trước Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đã có nhiều nhân duyên với ý Bồ Tát Đàm Vô Kiệt, nên này phải theo Bồ Tát Đàm Vô Kiệt mới được độ. Như trong kinh có nói đến trường hợp những người chỉ có nhân duyên với Ngài Xá Lợi Phất, thì Phật bảo họ đến thọ giáo với Ngài để được khai ngộ vậy. Vì Bồ Tát Tát Đà Ba Luân nhất tâm cầu biết chỗ đến để được nghe Bát Nhã Ba La Mật, nên Phật hiện thân ở giữa hư không tán thán, lành thay, và an ủi rằng các đức Phật trong quá khứ cũng cầu Bát Nhã Ba La Mật như ông cầu ngày hôm nay. Ông hãy siêng năng tinh tấn, một lòng ái pháp mà tiếp tục đi về phương Đông. Từ nơi đây đi 500 do tuần sẽ gặp thành chúng hương. Ông nên đến chỗ Bồ Tát Đàm Vô Kiệt để được nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Hãy đi ngay, chớ quản ngại ngày đêm, chớ quản ngại khó khăn. Chẳng bao lâu nữa, ông sẽ được nghe Bát Nhã Ba La Mật. Sở dĩ Phật an ủi Bồ Tát Tát Đà Ba Luân như vậy, vì người mới phát tâm, do phước đức còn mỏng nên rất dễ thối tâm. Người cầu Bát Nhã Ba La Mật, dù gặp khổ nhọc gian nguy, cũng chẳng nên giải đãi, chẳng nên thối chuyển. Khi hành nhân thì gian khổ, nhưng khi thọ quả thì sẽ được an vui. Hỏi thành chúng hương ở nơi nào? Đáp, khi Đức Phật quá khứ đã diệt độ chỉ để lại di pháp, mà di pháp ấy chẳng có ở khắp cõi Diêm Phù Đề. Chúng sanh nào có được nhân duyên nghe pháp mới đến được thành chúng hương này? Do nhân duyên phước đức đời trước nên chúng sanh ở nơi đây rất giàu có an vui, ở nơi đây có rất nhiều kim quý, nên thành toàn làm bằng bảy báu trang nghiêm. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân tuy ở cõi Diêm Phù Đề nhưng lại ở chỗ chẳng có bảy báu. Do đời trước đã có tích tập phước đức, do phiền não đã mỏng nên Bồ Tát đã nhàm chán thế gian, từ bỏ thân quyến và an trú trong rừng vắng, mong đến được nơi Phật pháp để tu học. Do vậy mà có tiếng giữa hư không khai thị chỉ đường cho Bồ Tát đi đến chỗ Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Hỏi, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đã đầy đủ nhân duyên mới nghe được tiếng nói giữa hư không chỉ đường đến chỗ Bồ Tát Đàm Vô Kiệt để cầu pháp. Như vậy, Bồ Tát Đàm Vô Kiệt có nhân duyên như thế nào? Đáp, Bồ Tát Đàm Vô Kiệt ở tại thành chúng hương, vì chúng sanh thuyết pháp khiến chúng sanh trồng được thiện căn, bởi vậy nên thành chúng hương còn được gọi là pháp thành. Ở cõi nước này chẳng có vua, chỉ có Bồ Tát Đàm Vô Kiệt làm vị pháp chủ. Nhân dân ở cõi nước trong thành hưởng phước báu giàu sang sung túc, chẳng có tâm chấp ngã, lại có thiện tâm nhu nhuyến rất dễ độ. Bồ Tát Đàm Vô Kiệt là sanh thân Bồ Tát, nhưng vì chúng sanh ở cõi nước này, Ngài đã dùng lực thần thông hiện hóa thân và dùng hóa thân để độ chúng sanh. Cõi nước này rất khó đến, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân nhất tâm cầu Phật đạo, chẳng tiếc thân mạng nên được chư Phật chư Đại Bồ Tát khai thị chỉ đường đi đến đây. Hỏi, vì sao Bồ Tát Đàm Vô Kiệt lại cùng với 6 vạn thể nữ thọ 5 dục, lấy 5 dục để tự trang nghiêm, để tự vui hưởng? Nếu Bồ Tát Đàm Vô Kiệt là sanh thần Bồ Tát, thì làm sao có thể khiến Bồ Tát Tát Đà Ba Luân tôn trọng cúng dường? Làm sao hóa các lễ vật cúng dường thành bảo đài ở giữa hư không? Làm sao có thể nhập vào tam muội suốt 7 năm? Đáp, có thuyết nói sanh thần Bồ Tát đã vào thật tướng pháp, nên ở nơi thâm thiền định có được đầy đủ các lực thần thông. Trừ Đại Bồ Tát có thể nhập thiền định cũng có thể hành các pháp cõi dục. Vì muốn độ chúng sanh nên các ngài thọ 5 dục nhưng vẫn chẳng mất thiền định. Ví như hoa sen ở trong bùn mà chẳng vấy mùi, phàm phu vì độn căn chẳng có thể làm được như vậy. Bồ Tát có đầy đủ các lực thần thông nên có thể hóa tác ra các bảo đài trụ giữa hư không, có thể nhập vào tam muội suốt thời gian 7 năm, lại cũng có thể phương tiện thọ 5 dục mà chẳng bị nhiễm dục vậy. Bồ Tát chẳng phải chỉ hành Phật đạo, mà còn phải dùng thế gian đạo để nhiếp hóa và dẫn đạo chúng sanh. Có thuyết nói Bồ Tát Đàm Vô Kiệt là pháp tánh sanh thần Bồ Tát, vì nếu là sanh thần Bồ Tát thì làm sao được chư Phật mười phương tán thán và bảo Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đến thọ pháp với Ngài? Làm sao chỉ nhất tâm tưởng niệm đến Ngài
mà Bồ Tát Tát Đà Bà Luân đã liền đắc 6 vạn tam muội. Bởi vậy nên biết Bồ Tát Đàm Vô Kiện là một vị đại Bồ Tát biến hóa thân và dùng hóa thân để giáo hóa chúng sanh ở thành chúng hương. Ví như trong biển lớn có con rồng chết, tướng rồng hiện ra như tướng trái cây chín mùi vừa rụng xuống đất, tức thì có đàn kên kên đến ăn thịt. Cũng như vậy, khi có chúng sanh nào hành thiện nghiệp nhân duyên đã đến thời kỳ chín mùi, thì liền có đại Bồ Tát đến độ. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân nghe lời Phật truyền dạy giữa hư không nên dành tâm hoan hỷ, chỉ mong sao được sớm gặp Bồ Tát Đàm Vô Kiện, được học Bát Nhã Ba La Mật để đoạn sạch ái kiến cùng các phiền não chấp trước. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân chẳng sanh niệm khác mà chỉ nghĩ đến Bồ Tát Đàm Vô Kiện và Bát Nhã Ba La Mật mà thôi. Ở nơi đây, Phật dùng thí dụ người bị trúng mũi tên độc chẳng có niệm gì khác, chỉ mong đến lúc gặp được thầy thuốc giỏi, nhổ mũi tên độc ra và trị độc cho mình. Cũng như vậy, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân xem tà nghi tham dục cũng có phiền não như là những mũi tên độc đâm vào mình, nên chỉ mong sớm gặp Bồ Tát Đàm Vô Kiện rút các mũi tên độc đó ra và đem lại sự giải thoát cho mình. Vì sao? Vì mũi tên độc bắn vào người làm cho đau nhức, dẫn đến có thể làm hại đến tánh mạng. Cũng như vậy, các mũi tên độc tà nghi tham dục làm não loạn tâm, có thể đoạt cả huệ mạng. Ý Phật muốn nói rằng phải đoạn hết thảy các tâm chấp trước, chẳng chấp hết thảy các pháp tướng, chấp ác pháp cũng như chấp thiện pháp đều phải đoạn cả, vì đều là bệnh. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân được thấy Phật thân, được nghe các lời giáo huấn của Phật nên được pháp hỷ, được ly dục. Do được pháp hỷ nên được tri kiến vô ngại ở nơi hết thảy các pháp, và ngay ở hiện tiền liền đắc vô lượng tam muội, như trừ pháp tánh quán tam muội, và tam muội này quán được thật tánh các pháp, trừ pháp tánh bất khả đắc tam muội, vào tam muội này biết tánh các pháp là bất khả đắc, phá trừ pháp vô minh tam muội, vào tam muội này chẳng còn chấp pháp tánh pháp tướng, nên phá được nhân duyên vô minh tà khúc bất chánh ở nơi các pháp. Vô minh có nhiều tầng lớp, chẳng phải một lần mà có thể phá được, có phần thanh văn có thể phá được, có phần Bồ Tát có thể phá được, có phần chỉ có Phật mới có thể phá được. Lại nữa, cũng là thanh văn mà Tu Đà Hoàn phá ít, A La Hán phá nhiều hơn, cũng là Bồ Tát mà Tiểu Bồ Tát phá ít, Đại Bồ Tát phá nhiều hơn. Như trước đây đã nêu thí dụ về các cây đèn, đèn nhỏ phá bóng tối ít, đèn lớn phá bóng tối nhiều hơn. Nếu đem so sánh các phương tiện phá vô minh của Tiểu Thừa và của Đại Thừa, thì phương tiện phá vô minh của Tiểu Thừa chưa được rốt ráo, phương tiện của Đại Thừa mới thật là rốt ráo. Dùng phương tiện của Đại Thừa mới thật phá vô minh, dẫn đến khi thành Phật thì vô minh mới được tận phá. Ở trong Phật Pháp, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đã phá được các tà kiến, hai kiến, ngã kiến, vân vân, nên vào được tam muội này. Trừ pháp bất dị tam muội, vào tam muội này quán biết hết thảy các pháp chỉ là một tướng nhất tướng, chẳng có tướng khác nhau, dị tướng. Trừ pháp bất hoại tự tại tam muội, vào tam muội này quán biết thật tánh pháp là tướng vô vi, nên được tự tại ở nơi hết thảy pháp, biết rõ ràng hết thảy các pháp khi hành Phật đạo. Trừ pháp năng chiếu tam muội, vào tam muội này phá được vô minh hắc ám. Vô minh có mỏng có dày, mỏng thì gọi là vô minh, dày thì gọi là vô minh hắc ám. Trừ pháp vô dị tướng tương tục tam muội, vào tam muội này biết các pháp niệm niệm tương tục, như nằm ấm niệm niệm tương tục sanh diệt. Trừ pháp bất khả đắc tam muội, vào tam muội này biết rõ hết thảy các pháp đều là không, là bất khả đắc. Tán hoa tam muội, vào tam muội này đi khắp các cõi Phật ở khắp mười phương, dùng hoa quý tán Phật. Trừ pháp vô ngã tam muội, vào tam muội này quán biết hết thảy pháp đều là vô ngã. Như huyễn hoài thế tam muội, vào tam muội này biến ra các sự việc, các cảnh giới hỷ hữu khiến chúng sanh tín thọ. Như cảnh tượng tam muội, vào tam muội này quán biết cả ba cõi đều là như bóng trong gương chẳng thật có. Nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn tam muội, vào tam muội này thường biết được hết thảy các ngữ ngôn của chúng sanh. Nhất thiết chúng sanh hoan hỷ tam muội, vào tam muội này chuyển được tâm sân hận của chúng sanh thành tâm hoan hỷ. Phân biệt âm thanh tam muội, vào tam muội này thường nghe được và phân biệt được các tiếng của các loài chúng sanh. Chủng chủng ngữ ngôn tự cú trang nghiêm tam muội, vào tam muội này thì khi nói năng
Dù dùng câu dùng chữ đơn giản, dùng nghĩa nông cạn cũng thường được trang nghiêm, khiến người nghe sanh tâm hoan hỷ. Vô ý tam muội, vào tam muội này chẳng còn sợ hãi hết thảy tà ma ngoại đạo. Tánh thường mặc nhiên tam muội, vào tam muội này thường giữ im lặng, giữ tâm chuyên nhất, chỉ khi nào cần nói để độ chúng sanh mới cất tiếng mà thôi. Vô ngại giải thoát tam muội, vào tam muội này được trí huệ vô ngại giải thoát ở nơi hết thảy các pháp. Ly trần cấu tam muội, vào tam muội này diệt hết thảy phiền não trần cấu. Tam muội này còn được gọi là vô sanh pháp nhẫn tam muội. Dành tự ngữ ngôn trang nghiêm tam muội, vào tam muội này khi thuyết pháp được đầy đủ các ngôn thuyết trang nghiêm, kiến trừ pháp tam muội, vào tam muội này thấy rõ cả thế đế lẫn đệ nhất nghĩa đế, trừ pháp vô ngại đảnh tam muội, vào tam muội này thấy rõ các pháp một cách vô ngại, ví như người đứng trên đỉnh núi cao thấy rõ khắp cả bốn phương. Như hư không tam muội, vào tam muội này thấy các pháp nội thân ngoại thân đều như hư không, nên được tự tại ở nơi hết thảy các pháp. Như kim cang tam muội, vào tam muội này được tâm kiên cố như kim cang, phá tan các núi phiền não cùng các chướng ngại khác khi hành sáu pháp ba la mật cho đến khi vào Phật đạo. Vô ý trước sắc tam muội, vào tam muội này chẳng còn có sợ hãi, chẳng còn có chấp trước hết thảy các sắc. Thắng tam muội, vào tam muội này muốn làm sự việc gì đều có thể làm được cả. Chuyển nhãn tam muội, vào tam muội này khiến ma vương ma dần chẳng có thể tìm thấy được chỗ sở đoạn của mình. Tất pháp tánh tam muội, vào tam muội này thấy hết thảy các pháp đều rốt ráo vào trong pháp tánh. Thường an ổn tam muội, vào tam muội này tuy còn qua lại sáu đường sanh tử mà vẫn biết mình ắt sẽ thành Phật, nên thường được an lạc chẳng có lo âu. Sư tử hống tam muội, vào tam muội này hàng phục được các tà ma ngoại đạo. Thắng nhất thiết chúng sanh tam muội, vào tam muội này ở nơi hết thảy chúng sanh đều được tối thắng. Tán hoa trang nghiêm tam muội, vào tam muội này thấy khắp trong mười phương các đức Phật ngồi trên các đài sen quý, có các hoa sen quý từ trên hư không rơi xuống như mưa tán lên các đức Phật. Đoạn nghi tam muội, vào tam muội này tuy chưa thành Phật mà đã đoạn nghi cho chúng sanh. Nhất thiết kiên cố tam muội, vào tam muội này được kiên cố ở nơi thật tướng pháp, chẳng còn tùy các pháp. Xuất trừ pháp thần thông lực vô ý tam muội, vào tam muội này được các lực thần thông của Bồ Tát, được vô sở ý nên được ra khỏi pháp của phàm phu. Thường đạt trừ pháp tam muội, vào tam muội này thông đạt hết thảy các pháp, dẫn đến như pháp tánh thật tế cũng thông đạt. Tùy thông đạt mà chẳng trú nơi các pháp, xem các pháp bình đẳng chẳng phân biệt. Trừ pháp tài ấn tam muội, vào tam muội này được tất cả các thiện pháp, được pháp ấn này rồi chẳng còn bị lưu nạn ở nơi hết thảy các pháp. Trừ pháp vô phân biệt tam muội, vào tam muội này thấy rõ hết thảy các pháp đều chẳng có phân biệt. Ly trừ kiến chấp tam muội, vào tam muội này ly được tất cả 62 tà kiến của ngoại đạo, biết rõ do chấp tướng mà sanh chấp tâm. Ly nhất thiết u ám tam muội, vào tam muội này ly được các tướng tầm mềm muội điền đảo. Ly nhất thiết tướng tam muội, vào tam muội này được giải thoát môn vô tướng, giải thoát nhất thiết trước tam muội. Vào tam muội này ở nơi hết thảy các pháp chẳng còn có chỗ chấp trước. Trừ nhất thiết giải đãi tam muội, vào tam muội này thường tinh tấn chẳng hề giải đãi, như vậy mãi cho đến khi được thành Phật. Thầm phát minh tam muội, vào tam muội này thâm nhập vào hết thảy các Phật pháp, được hết thảy các trí huệ, thường được thấy Phật, được nghe pháp. Bất khả đoạt tam muội, vào tam muội này được đầy đủ ý chí chẳng ai có thể đoạt được. Phá mà tam muội, vào tam muội này phá được các ma sự. Bất trước tam giới tam muội, vào tam muội này tùy thần còn ở trong ba cõi mà tâm thường ở nơi niết bàn. Khởi quang minh tam muội, vào tam muội này thường khởi các quang minh chiếu sáng đến vô lượng cõi Phật. Kiến trừ Phật tam muội, vào tam muội này dù chưa có thiên nhãn và thiền nhĩ mà cũng đã có thể thấy và nghe chư Phật trong mười phương thuyết pháp, cũng có thể thưa hỏi chư Phật về các chỗ nghi của mình. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân được tam muội này nên thấy ở các cõi Phật khắp mười phương có các đức Phật đang thuyết pháp giữa đại chúng. Hết quyển 97. Luận Đại Trí Độ, quyển 98. Phẩm thứ 88 tiếp theo, Tát Đà Ba Luân tiếp theo. Kinh:
Lúc bấy giờ, chư Phật trong mười phương an ủi Bồ Tát Tát Đà Ba Luân rằng: lành thay, này thiện nam tử. Trước đây khi chúng ta hành Bồ Tát đạo, cầu Bát Nhã Ba La Mật được các tam muội cũng y như trường hợp của ông hiện nay. Khi được các tam muội rồi, chúng ta cũng vào Bát Nhã Ba La Mật, thành tựu các lực phương tiện chú bất thối chuyển địa. Khi quán tánh của các tam muội, chúng ta chẳng có thấy pháp gì gọi là ra hay vào các tam muội, chẳng thấy có ai hành Phật đạo, chẳng thấy có ai được vô thượng Bồ Đề. Này thiện nam tử, nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật là như vậy, đó là chẳng niệm có các pháp. Này thiện nam tử, chúng ta an trú hữu trong pháp vô sở niệm ấy mà được thân kim sắc, được quang minh sáng chói, được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, được trí huệ chẳng thể nghĩ bàn, được giới vô thượng, tam muội vô thượng, trí huệ vô thượng, cùng hết thảy các công đức đầy đủ. Phật có đầy hết thảy công đức đầy đủ như vậy mà còn chẳng có thể nói hết ra được các tướng có thể thủ, huống nữa là các hàng thanh văn bích chi Phật cùng các người khác. Này thiện nam tử, bởi vậy đối với Phật Pháp, ông phải nên cung kính, ái niệm và sanh tín tâm thanh tịnh. Đối với thiện tri thức, ông phải nên xem như là Phật. Vì sao? Vì nhờ có chư thiện tri thức thủ hộ mà Bồ Tát mới mau được vô thượng Bồ Đề. Lúc bấy giờ Bồ Tát Tát Đà Ba Luân bạch với chư Phật rằng: ai sẽ là vị thiện tri thức của con mà con phải nên thân cận và cúng dường? Chư Phật bảo: Bồ Tát Đàm Phu Kiệt là vị thiện tri thức của ông. Vị Bồ Tát ấy đã có nhiều đời giáo hóa ông tu vô thượng Bồ Đề. Vị Bồ Tát ấy cũng lại sẽ thủ hộ ông, sẽ dạy cho ông các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật. Đó là vị thiện tri thức của ông. Bởi vậy ông phải nên cúng dường Bồ Tát Đàm Phu Kiệt. Dù một kiếp, hai kiếp, ba kiếp dẫn đến 100 kiếp cúng dường, ông vẫn phải nên nhất tâm cúng dường, cung kính. Dù có đem tất cả các diệu sắc, diệu thanh, diệu hương, diệu vị, diệu xúc ra cúng dường cũng chẳng sao để đáp được thâm ân trong muôn một. Vì sao? Vì do nhân duyên có Bồ Tát Đàm Vô Kiệt mà ông được các tam muội, được Bát Nhã Ba La Mật, được các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật vậy. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân được chư Phật an ủi giáo hóa như vậy, lấy làm vui mừng sung sướng. An ủi và giáo hóa xong, chư Phật bỗng nhiên biến mất, chẳng còn thấy đâu nữa. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân chẳng còn thấy chư Phật nữa, bèn giấy niệm rằng: chư Phật đã từ đâu đến và nay lại đi về đâu? Do nghĩ như vậy nên tâm chẳng được an vui, ngài lại khóc lóc và than rằng: ai sẽ là người đoạn các chỗ nghi cho tôi? Rồi ngài lại nghĩ đến Bồ Tát Đàm Phô Kiệt từ lâu nay đã thường hành Bát Nhã Ba La Mật, đã được các lực phương tiện, đã được các môn Đà La Ni tam muội, đã được tự tại ở nơi hết thảy các pháp, đã cúng dường vô lượng đức Phật trong quá khứ, đã nhiều đời làm thiện tri thức cho mình, đã thường làm lợi ích cho mình. Nghĩ như vậy nên ngài tự bảo: tôi phải đến hỏi Bồ Tát Đàm Vô Kiệt để biết chư Phật từ đâu đến và đi về đâu. Lúc bấy giờ Bồ Tát Tát Đà Ba Luân sanh tâm cung kính, yêu quý, tôn trọng Bồ Tát Đàm Vô Kiệt và tự nghĩ rằng: tôi phải nên cúng dường Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Thế nhưng hiện nay tôi nghèo khổ, chẳng có gì quý giá, xứng đáng để cúng dường Bát Nhã Ba La Mật và cúng dường Bồ Tát Pháp Sư Đàm Vô Kiệt, chẳng nên đi tay không đến chỗ Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Nếu đến tay không là thất lễ, khiến tôi chẳng sanh được tâm hoan hỷ. Tôi phải bán thân tôi để có phương tiện mua sắm lễ vật cúng dường Bát Nhã Ba La Mật và Bồ Tát Pháp Sư. Trải qua nhiều đời nhiều kiếp trầm luân trong sanh tử, tôi đã mất vô số thân mà đâu có lợi ích gì. Có lúc tôi phải đọa địa ngục, chịu vô lượng khổ đau, nhưng chưa bao giờ tôi mất thân vì pháp thanh tịnh cả. Tôi quyết cúng dường Bát Nhã Ba La Mật và Pháp Sư, dù có mất thân này tôi cũng vui lòng. Nghĩ như vậy rồi, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đi vào một thành, đến giữa chợ giao lớn rằng: ai cần người, ai cần mua người, tôi xin bán mình tôi đây. Lúc bấy giờ ác ma nghĩ rằng vì mến pháp mà Tát Đà Ba Luân tự bán mình để cúng dường Bát Nhã Ba La Mật và vị Pháp Sư Đàm Vô Kiệt, cầu được các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật. Nếu người ấy hành Bát Nhã Ba La Mật, ắt sẽ chóng được vô thượng Bồ Đề. Nếu người ấy được đa văn như nước trong biển lớn, thì lúc đó chúng ta sẽ chẳng còn có thể phá hoại được nữa. Nếu người ấy được đầy đủ hết thảy công đức làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề, thì sẽ vượt khỏi cảnh giới của chúng ta và cũng sẽ dạy người khác vượt khỏi cảnh giới của chúng ta. Chúng ta phải phá hoại ngay việc làm của người ấy. Nghĩ như vậy rồi, ác ma liền hóa phép che mắt bịt tai các bà la môn và dân chúng trong thành,
chẳng cho thấy nghe gì về cảnh bán thân của Bồ Tát Tát Đà Ba Luân cả. Chỉ trừ có một trưởng giả nữ do phước duyên đời trước, khiến mà chẳng ngăn che được mà thôi. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân do bán thân chẳng được rất sầu khổ, bèn đứng tại chỗ khóc lóc thảm thiết, tự nghĩ rằng tôi có nhiều tội lỗi nên này vì Bát Nhã Ba La Mật, tôi muốn tự bán thân để cúng dường Bồ Tát Đàm Vô Kiệt mà chẳng được. Lúc bấy giờ vị thiên đế Thích Đại Hoàn Nhân thấy Bồ Tát Tát Đà Ba Luân vì thâm ái chánh pháp mà xả thân, nên đã hóa thân làm Bà La Môn đến bên cạnh và hỏi rằng: vì sao ông lại sầu khổ khóc than thảm thiết khiến nhan sắc tiểu tụy như vậy? Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đáp: tôi vì ái kính pháp mà nguyện tự bán thân để cúng dường Bát Nhã Ba La Mật và Bồ Tát Đàm Vô Kiệt mà chẳng có ai mua. Vị Hóa Bà La Môn nói: tôi chẳng cần mua người, này tôi muốn tế trời cần đến máu tim và tủy người, ông có thể bán các thứ ấy cho tôi chăng? Bồ Tát Tát Đà Ba Luân tự nghĩ: tôi được lợi ích lớn, nay vì muốn được các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật nên tôi sẵn sàng bán máu tim và tủy của tôi. Nghĩ như vậy rồi thầm tâm rất vui mừng, chẳng còn lo âu nữa. Ngài nói với vị Hóa Bà La Môn rằng: ông muốn mua gì tôi cũng xin sẵn sàng bán cho ông. Vị Hóa Bà La Môn hỏi: ông lấy giá bao nhiêu? Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đáp: tùy ông, bao nhiêu cũng được. Liền khi đó, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân cầm dao bén đâm vào cánh tay để lấy máu, lại muốn cắt thịt bóc vế để phá xương lấy tủy. Vị trưởng giả nữ từ trên các cao nhìn thấy ở đằng xa, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đang tự cắt thân chẳng tiếc gì đến mạng sống, để muốn biết rõ nguyên do. Nàng liền xuống gác, đến tận nơi hỏi Bồ Tát Tát Đà Ba Luân rằng: thưa ngài, vì nhân duyên gì mà ngài phải tự hủy thân khốn khổ như thế này? Ngài dùng máu và tủy để cầu việc gì? Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đáp: tôi bán các thứ ấy cho vị Bà La Môn này để có tiền mua sắm lễ vật cúng dường Bát Nhã Ba La Mật và Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Vị trưởng giả nữ hỏi: ngài muốn bán máu và tủy để cúng dường Bồ Tát Đàm Vô Kiệt chăng? Cúng dường như vậy ngài sẽ có được công đức gì? Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đáp: Bồ Tát Đàm Vô Kiệt đã khéo học Bát Nhã Ba La Mật và các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật. Vị Bồ Tát này sẽ dạy cho tôi biết những việc phải làm của hàng Bồ Tát để viên thành đạo nghiệp. Tôi học pháp ấy sẽ được vô thượng Bồ Đề. Được vô thượng Bồ Đề rồi, tôi sẽ làm chỗ y trì cho hết thảy chúng sanh. Tôi sẽ được thân kim sắc với đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Tôi sẽ có vô lượng quang minh. Tôi sẽ có đầy đủ 4 vô lượng tâm, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 10 Phật lực, 18 bất cộng pháp, 6 thần thông chẳng thể nghĩ bàn được. Tôi sẽ có giới định huệ thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn được. Tôi sẽ được vô thượng Bồ Đề. Ở nơi hết thảy các pháp, tôi sẽ được tri kiến vô ngại. Rồi tôi sẽ đem phép bảo vô thượng bàn pháp cho hết thảy chúng sanh. Hết thảy các công đức, các sự lợi lạc đó, tôi sẽ được từ nơi Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Vị trưởng giả nữ nghe nói Phật pháp thượng diệu rất vui mừng. Nàng nói với Bồ Tát Tát Đà Ba Luân rằng: việc làm của ngài thật là rất hiếm có, như chỗ ngài nói Bát Nhã Ba La Mật là pháp vi diệu khó gặp được. Ngài vì diệu pháp ấy mà nguyện xả thân, thật là việc làm rất hiếm có vậy. Thưa ngài, nay ngài cần bao nhiêu châu báu và hương tràng phan bảo cái y phục nhạc khí để cúng dường Bát Nhã Ba La Mật và Bồ Tát Đàm Vô Kiệt? Tôi xin cung ứng đầy đủ, ngài chớ nên tự hủy hoại thân. Tôi cũng muốn cùng ngài đến chỗ Bồ Tát Đàm Vô Kiệt, cùng ngài gieo trồng thiện căn để được nghe pháp vi diệu như lời ngài vừa nói. Lúc bấy giờ thiên đế Thích Đà Hoàn Nhân trở lại nguyên hình, tán thán Bồ Tát Tát Đà Ba Luân rằng: lành thay, lành thay, ông phải chịu đau đớn như vậy mà vẫn giữ được tâm kiên cố bất động. Chư Phật trong quá khứ khi hành Bồ Tát đạo cầu các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật, cũng như ông hiện nay mà được vô thượng Bồ Đề, tôi thật chẳng muốn dùng máu và tủy của ông để làm gì cả. Tôi chỉ muốn thử tâm ông đó thôi. Nay ông cầu việc gì tôi sẽ bàn trò. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đáp: tôi chỉ muốn được vô thượng Bồ Đề. Vị đế thích nói: việc ấy ngoài sức của tôi, đó là cảnh giới của Phật, ông nên cầu việc khác trong khả năng của tôi. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân nói: vậy xin cho thân thể của tôi được hồi phục lại như cũ. Liền khi đó, thân thể của Bồ Tát Tát Đà Ba Luân được hồi phục lại như cũ, đồng thời vị đế thích cũng biến mất chẳng còn hiện nữa. Vị trưởng giả nữ nói với Bồ Tát Tát Đà Ba Luân rằng: xin mời ngài hãy đến nhà tôi. Tôi sẽ xin cha mẹ tôi cung ứng đầy đủ lễ vật để ngài đem đi cúng dường. Tôi cũng sẽ tử giá cha mẹ tôi,
sẽ dẫn theo đoàn thị nữ sẽ cùng ngài đi đến chỗ Bồ Tát Đàm Vô Kiệt để cúng dường và cầu pháp Bát Nhã Ba La Mật. Khi đến nhà, vị trưởng già nữ bảo Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đứng ngoài cổng, rồi nàng vào thưa với cha mẹ xin đầy đủ các lễ vật cúng dường. Nàng lại xin phép cha mẹ cho dẫn theo 500 thị nữ tháp tùng để cùng đi với Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đến chỗ Bồ Tát Đàm Vô Kiệt cúng dường và nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Hai ông bà trưởng già nói với con rằng Bồ Tát Tát Đà Ba Luân là người như thế nào, hiện nay người này ở đâu. Vị trưởng già nữ thưa rằng Bồ Tát Tát Đà Ba Luân hiện đứng ở ngoài cổng, người này thâm tâm có vô thượng bồ đề, muốn độ hết thảy chúng sanh thoát khỏi các khổ đau sanh tử, nên đã tự nguyện bán thân cúng dường Bát Nhã Ba La Mật và Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Do vậy mà đã già giữa chợ giao, ai muốn mua người hãy đến mua, giao mãi chẳng ai mua. Người này buồn khổ khóc lóc rất thảm thiết. Thiên đế Thích Đại Hoàn Nhân tự biến thành một vị bà la môn đến hỏi lý do. Khi được biết người này muốn bán thân, vị đế thích đòi mua máu, tim và tủy để tế trời. Nếu muốn bán thì cho biết giá cả. Người này vui vẻ chấp nhận bán, nói rằng cho bao nhiêu cũng được. Thế rồi người này cầm dao bén xẻ thịt để lấy máu và toàn phá xương để lấy tủy. Còn từ trên các cao trông thấy cảnh tượng thê thảm đó nên đã xuống gác đến hỏi nguyên nhân và được biết người này nguyện bán máu và tủy cho vị hóa Bà La Môn để có tiền mua sắm lễ vật cúng dường Bát Nhã Bà La Mật và Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Còn hỏi về lợi ích của sự bán máu và tủy để cúng dường thì người này cho biết Bát Nhã Ba La Mật là pháp vi diệu tối thượng, học pháp ấy sẽ được vô thượng bồ đề. Lại cho biết Bồ Tát Đàm Vô Kiệt sẽ vì người này dạy các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật, dạy các việc mà hàng Bồ Tát phải làm để viết thành đạo nghiệp. Khi đã biết nguyên nhân, còn bảo người này chớ nên hủy hoại thân thể và còn hứa sẽ về xin cha mẹ đầy đủ các lễ vật cần thiết để người này đem cúng dường Bát Nhã Ba La Mật và Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Vậy con kính xin cha mẹ cho con đầy đủ các thứ châu báu, hoa hương, tráng phan, bảo cái, đi phục, nhạc khí, vân vân. Cho phép con đem theo 500 thị nữ tháp tùng. Cho phép con được đi cùng với người này đến chỗ Bồ Tát Đàm Vô Kiệt để cúng dường, gieo trồng thiện căn và để nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Cha mẹ nàng nói với nàng rằng việc làm của người này thật là hiếm có. Người này vì pháp chẳng thể nghĩ bàn, pháp tối diệu, tối thượng, đệ nhất trong thế gian mà phát đại thệ trang nghiêm. Vậy cha mẹ bằng lòng cho con cùng đi với người này đến chỗ Bồ Tát Đàm Vô Kiệt để được thân cận cúng dường ngài và để được nghe ngài thuyết về Bát Nhã Ba La Mật. Con đã vì Phật pháp mà phát đại tâm tinh tấn như vậy, cha mẹ đâu có lý do gì mà chẳng tùy hỷ. Được cha mẹ hoan hỷ chấp thuận lời thỉnh nguyện, vị trưởng giả nữ thưa với cha mẹ rằng con cũng xin tùy tâm hoan hỷ và xin nguyện chọn chẳng bao giờ đoạn các thiện nhân duyên này. Thế rồi vị trưởng giả nữ liền trang nghiêm 500 cỗ xe bày báu cùng với 500 thị nữ thu xếp các lễ vật cúng dường gồm châu báu, hoa hương, tráng phan, bảo cái, y phục, nhạc khí, vân vân, các thức ăn uống cần thiết cho cuộc hành trình. Trưởng giả nữ, 500 thị nữ ngồi trên các cỗ xe bày báu tháp tùng Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đi lần về phương đông hướng thành Chúng Hương. Thành Chúng Hương có 7 lớp thành bằng 7 báu trang nghiêm, lại có 7 vòng hào, có 7 hạc cây, 7 báu bao quanh. Thành có đến 500 thị trấn, đường xá, chợ búa, cầu bến vân vân đều rất sạch sẽ huy hoàng, tựa như ở trong các bức tranh vẽ. Mặt đất bằng phẳng, dân chúng trong thành đông đúc và rất sung túc. Vào thành là liền thấy Bồ Tát Đàm Vô Kiệt ngồi trên đảo đài cao trên pháp tòa, đang thuyết pháp cho vô lượng trăm ngàn và ước thính chúng cung kính đang vây quanh pháp tòa để nghe pháp. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân vừa thoáng thấy Bồ Tát Đàm Vô Kiệt để sanh tâm hoan hỷ, như vị tỳ kheo nhập đệ tam thiền, nhiếp tâm an tịnh và tự nghĩ rằng nếu theo đúng lễ nghi chẳng nên ngồi trên xe đến chỗ Bồ Tát Pháp Sư. Nghĩ như vậy rồi liền xuống xe đi bộ. Vị trưởng giả nữ cùng 500 thị nữ cũng đều xuống xe đi bộ theo sau. Cạnh pháp tòa của Bồ Tát Đàm Vô Kiệt có đài bày báu trang nghiêm bằng gỗ nghiêu đầu trên đàn màu đỏ, có màn lưới kết bằng chân châu bao quanh, ở bốn bên đều có chuỗi chân bảo châu màn đi thòng xuống dùng làm đèn, lại có bốn lò thường xuyên dùng đốt các thứ hương thơm để cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Trên đài có đặt một cái giường lớn bảy báu, trên giường lớn lại có đặt một cái giường nhỏ bốn báu. Kinh Mà Hà Bát Nhã Ba La Mật được chép trên các lá vàng ròng và được đặt trên giường nhỏ này.
Ngay phía bên trên đài có các tràng phát bảo cái trang nghiêm trao rủ xuống. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân, vị trưởng giả nữ cùng 500 thị nữ thấy đài thờ kinh Bát Nhã Ba La Mật được trang nghiêm bằng đủ thứ châu báu, lại thấy thiên đế Thích Đại Hòa Nhân cùng vô lượng chư thiên đem hoa trời mặt Đà La và bột thơm hương trên đàn giải lên đài, lại nghe trên hư không có tiếng nhạc trời trỗi lên để cúng dường. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân hỏi vị đế Thích: "Thưa ngài Kiều Thi Ca, vì nhân duyên gì mà có vô lượng chư thiên đem hoa trải mạn đà la và bột hương trên đàn trải lên đài, lại có nhạc trò trỗi lên như vậy?" Vị đế Thích đáp: "Ông chẳng biết gì chăng, đây là chỗ để kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật. Kinh này là mẹ của chư đại Bồ Tát, hay sanh ra chư Phật và nhiếp trí chư Bồ Tát. Do học Bát Nhã Ba La Mật mà thành tựu được hết thảy các công đức, được các Phật Pháp và nhất thiết chủng trí." Bồ Tát Tát Đà Ba Luân rất vui mừng hỏi vị đế Thích: "Thưa ngài Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư đại Bồ Tát hay sanh ra Phật và nhiếp trí chư Bồ Tát. Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật mà thành tựu được hết thảy các công đức, được các Phật Pháp, dẫn đến được nhất thiết chủng trí. Hiện nay pháp bảo ấy ở tại nơi đâu?" Vị đế Thích đáp: "Ở trên đài cao có cái giường lớn bảy báu. Bên trên cái giường lớn bảy báu ấy lại có cái giường nhỏ bốn báu. Đó là nơi để kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật."